Em Toàn xin kính chào quý anh chị đang xem kênh Toyota Daily. Trước màn hình của quý anh chị là mẫu xe hiện tại đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam ở phân khúc SUV hạng A cộng Toyota Ray 2022. Toyota Ray 2022 được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam vào ngày 4 tháng 11 năm 2021. Đến bây giờ đó là tháng 4 năm 2022. Có thể nói độ nóng và sốt của mẫu xe này hiện tại chưa hề giảm kể từ khi ra mắt tới bây giờ. Hiện tại mẫu xe này đang có rất là nhiều đơn đặt hàng từ quý khách hàng yêu mến thương hiệu Toyota. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ cập nhật lại giá và chương trình khuyến mãi cho quý anh chị đang có nhu cầu mua xe tại thời điểm giữa tháng 4 năm 2022. Trước khi đến với phần báo giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mãi tại thời điểm này, thì xin mời quý anh chị cùng em dành ra ít phút để cùng điểm qua những nét nổi bật hiện có trên chiếc Toyota Ray 2022 này nhé. Toyota Ray là dòng crossover được sản xuất bởi Daihatsu Toyota Nhật Bản, ra đời lần đầu tại thị trường Nhật Bản tháng 11 năm 2019 dựa trên nền tảng DNGA. Toyota Ray về kích thước có thể coi là một dòng xe thuộc phân khúc SUV A cộng. Toyota Ray chính thức ra mắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2021 tại thị trường Việt Nam với một phiên bản. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đối thủ cạnh tranh của Ray chính là Kia Sonet, Hyundai Kona và Honda HR-V. Ngoại thất của chiếc xe Toyota Ray thoạt nhìn có cảm tưởng như một chiếc RAV4 thu nhỏ. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm mới DNGA của Daihatsu thay cho TNGA của Toyota. Toyota Ray 2022 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4030, 1710, 1605mm. Nhìn trực diện, Toyota Ray 2022 trông khá hầm hố với mặt ga lăng hình lục giác cỡ lớn. Bên trong là cấu trúc dạng lưới giúp làm mát động cơ tốt hơn, từ đó tối ưu hiệu suất vận hành. Cụm đèn trước có thiết kế góc cạnh, lòi hẳn ra ngoài trông khá ngầu. Đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại kèm tính năng tự động bật tắt. Phần nắp capo cũng được nhấn nhá bởi hai đường gân dập nổi. Hai bên là cụm đèn sương mù LED nằm trong phần ốp chữ T nằm ngang, phía trên là cảm biến trước. Nhìn từ bên hông, Toyota Ray 2022 tắt lên vẻ thể thao với bộ vành 17 inch lớn nhất phân khúc, có cấu trúc 5 chấu kép dạng sấy bắt mắt. Toyota Ray 2022 còn ghi điểm cộng với khách hàng trẻ nhờ có nóc sơn đen cá tính tương phản với màu sơn thân xe. Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu có tính năng gập, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Phong cách thiết kế góc cạnh được duy trì xuyên suốt đến đuôi xe, nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED nối liền bởi hai thanh nẹp màu đen. Khu vực cản sau Toyota Ray phản phất hình ảnh của Toyota Wigo, nhấn vào sau rồi hơi phình ra với ốp nhựa đen bao trọn. Nhìn tổng thể phần dưới khá đơn giản, thiếu chút cảm giác bề thế của một chiếc SUV thực thụ. Tương tự các sản phẩm mới của Toyota, xe sở hữu khoang nội thất theo xu hướng hiện đại thay vì thực dụng mà khách hàng vẫn thường nghĩ về Toyota. Mặc dù sở hữu các thông số về kích thước tương đối khiêm tốn, nhưng chiếc SUV cỡ nhỏ Toyota Ray vẫn có được không gian nội thất rộng rãi và thiết kế khá bắt mắt, hiện đại. Nội thất của xe được đánh giá là hiện đại, ưa nhìn, thiết kế táp lô đường nét rõ ràng, vật liệu với tông màu đen, tuy chưa phải cao cấp nhưng toát lên vẻ bí ẩn sang trọng và bền bỉ. Các chi tiết mạ bạc được bố trí khéo léo tạo điểm nhấn cho khoang cabin. Thiết kế vô lăng 3 chấu, bọc da với các nút chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Vô lăng chỉ chỉnh được hai hướng nhưng có chế độ trợ lực rất nhẹ. Đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình 7 inch, thậm chí người lái có thể chọn 4 chế độ hiển thị cho màn hình đồng hồ với 4 phong cách khác nhau. Màn hình giải trí trung tâm dạng nổi, kích cỡ 9 inch cho phép nắm bắt các thông tin điều khiển, kết nối Apple CarPlay, Android Auto đem đến tiện ích giải trí thuận tiện. Cần số cũng được thiết kế mới, bố trí cao nhằm tạo sự liên lạc thuận tiện khi điều khiển. Hệ thống điều hòa tự động, âm thanh 6 loa, hàng ghế trước chỉnh cơ toàn bộ tương tự đối thủ Kia Sonet. Tuy nhiên, có một điểm ăn tiền hơn là tựa đầu dạng rời, có thể điều chỉnh linh hoạt, không cố định như chiếc SUV nhà Kia. Hàng ghế này cũng được bố trí bệ tỳ tay ở giữa. Hàng ghế sau đầy đủ tựa đầu 3 vị trí, khoảng trần và chỗ trống để chân cũng rất ổn, không quá gò bó hay chật chội. Cốp sau khá rộng rãi với dung tích 369 lít, có thể lên đến 1.133 lít nếu gặp phẳng hàng ghế thứ hai. Tuy là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao giá rẻ, nhưng Toyota Ray vẫn được hãng xe Nhật đầu tư hệ thống an toàn chuẩn mực, bao gồm phanh ABS, EBD, PA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến trước, sau, camera lùi và 6 túi khí. So với đối thủ Kia Sonet thì công nghệ an toàn của Toyota Ray vượt trội hơn hẳn. Các tính năng như cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi trên Ray hiện tại nhiều mẫu xe hạng B, thậm chí hạng C ở Việt Nam vẫn chưa có. Đây là một điểm cộng lớn cho Toyota Ray. Vừa rồi là những điểm nổi bật trên mẫu Toyota Ray 2022. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của video, chính là phần báo giá lăn bánh chi tiết và chương trình khuyến mãi ở thời điểm giữa tháng 4 năm 2022 này.
Hiện tại mẫu Toyota Ray được phân phối tại thị trường Việt Nam với một phiên bản duy nhất, đó là 1.0 Turbo được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe hiện tại đang có giá niêm yết là 527 triệu đồng và quý anh chị sẽ có 7 sự lựa chọn về màu ngoại thất của xe, đó là màu trắng ngọc trai, màu đen, màu đỏ. Ngoài ra chúng ta sẽ có các màu nóc đen như là đỏ nóc đen, trắng nóc đen, vàng nóc đen. Và kế bên em đây là mẫu xanh ngọc lam nóc đen. Hiện tại thì nếu mà quý anh chị lựa chọn màu trắng ngọc trai hoặc những màu nóc đen thì sẽ có giá niêm yết cao hơn là 8 triệu đồng, tức nghĩa là 535 triệu đồng. Thì để cho mẫu xe này lăn bánh, quý anh chị bắt buộc phải có các khoản chi phí như sau. Thứ nhất là vì là xe nhập khẩu nên mình sẽ có là thuế 10%, thì tương đương là 52 triệu 700 ngàn đồng. Ngoài ra quý anh chị nếu mà ở Hồ Chí Minh thì mình sẽ có phí biển số là 20 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị ở tỉnh thì phí biển số của mình sẽ là 1 triệu đồng. Chúng ta sẽ còn có các chi phí khác như là phí bảo hiểm dân sự, phí đường bộ hay là phí đăng kiểm. Thì các khoản chi phí này đâu đó tầm khoảng là từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết các khoản chi phí mà em kể trên thì giá lăn bánh của quý anh chị nếu ở Hồ Chí Minh thì đâu đó tầm khoảng là 602 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của mình đâu đó là 584 triệu đồng. Quý anh chị lưu ý giá lăn bánh trên thì chưa bao gồm chương trình giảm giá cũng như là gói quà tặng khi mà quý anh chị liên hệ cho Toyota Daily. Vì vậy nếu mà quý anh chị muốn biết giá lăn bánh chi tiết tại nơi mình ở cũng như là gói quà tặng khi mà quý anh chị mua xe sẽ kèm theo những gì, thì hãy gọi cho chúng em qua số hotline 0933 443539. Toyota Daily luôn có một mức giá lăn bánh cực kỳ ưu đãi và gói quà tặng cực kỳ khủng khi mà quý anh chị liên hệ trực tiếp. Đối với quý anh chị nếu mà có nhu cầu mua xe trả góp thì mình chỉ cần chuẩn bị trước là 162 triệu đồng mà thôi. Thời gian vay của mình sẽ lên đến là 7 năm, vay lên đến 80% giá trị xe. Và đặc biệt hiện tại đang có chương trình lãi suất là chỉ có 0,629% cho một tháng và sẽ cố định suốt thời gian vay cho quý anh chị luôn. Chương trình lãi suất hiện tại là đang áp dụng rất là ưu đãi và cũng như là giá lăn bánh hiện tại đang rất tốt từ Toyota Daily. Vì vậy quý anh chị đừng ngần ngại mà hãy liên hệ cho chúng em khi có nhu cầu mua mẫu Toyota Ray 2022 này. Và cuối cùng, quý anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về cập nhật giá và chương trình khuyến mãi của Toyota từ Toyota Daily. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo.